Cuộc đời vẫn đẹp sao? Mẹ Thạch chính là người cần ghép thận, một cuộc gặp mặt đầy bi ai. Sau khi vượt ngục không thành, bị bắt lại thì cũng đã đến lúc hai cha con phải nói lời chia tay. Bọn chúng đã tách, nhốt riêng hai cha con vào hai phòng và Thạch là người đã được đưa đi trước. Người phụ nữ Việt Kiều cần ghép thận, bất ngờ chính là vợ cũ của Lưu, mẹ ruột của Thạch. Một cuộc hội ngộ đầy oái âm trong một hoàn cảnh đầy bi thương. Suốt những năm tháng qua, từ bé cho đến giờ, Thạch luôn được bố yêu thương, chăm sóc chu đáo. Nhưng tình yêu của bố làm sao đủ đầy bằng hơi ấm và vòng tay của mẹ. Thạch luôn đau đớn, canh cánh nỗi lòng, câu hỏi mẹ mình là ai, ba ấy trông như thế nào, còn sống hay đã chết. Nhưng mỗi lần nhắc đến mẹ, thấy bố đều bực tức nên Thạch chỉ im lặng không hỏi thêm. Cu cậu cũng luôn mong ngóng một ngày được gặp lại mẹ. Và cuối cùng thì điều đó cũng đã đến, nhưng trong một tình cảnh éo le và trớ trêu. Anh Lưu và Thạch sau khi cố gắng phá cửa bỏ trốn đã bị bọn chúng bắt lại. Và vì lý do đó là cái cớ để bọn chúng nhốt riêng hai cha con hai phòng. Vì lúc này bọn chúng đã có một khách cẩn thận là một người phụ nữ Việt Kiều. Vì anh Lưu ra sức bảo vệ không cho bọn chúng đụng đến, nên bọn chúng không thể đưa Thạch đi ra nước ngoài, nên đành hẹn bà Việt Kiều kia về nước. Vì được trả giá rất cao nên lão Tấn đã tự quyết định mọi việc, mặc dù sếp chưa đồng ý. Và ngày định mệnh cũng đã đến. Vì Thạch có bộ thần khỏe và các chỉ số lại tương thích với người phụ nữ kia nên được dẫn đi trước. Thạch chống cự trong vui vọng rồi hét lên: "Bố ơi, con đi đây, bố ở lại mạnh khỏe." Anh Lưu nhìn qua song cửa hét lên trong bất lực, chỉ biết chắp tay khấn vái cho thằng Thạch được bình yên quay trở về. Thạch được đi đến một nơi xa lắc, bên trong là những bác sĩ mặc áo trắng. Và theo yêu cầu của người phụ nữ kia, bà ta muốn gặp người chuẩn bị cho mình thận để có đôi lời cảm ơn trước. Thạch bước vào phòng, bà ta đang ngồi trước mặt, hai ánh mắt chạm vào nhau như một linh cảm đầy ngờ ngợ. Đoạn bọn chúng đi ra ngoài, người phụ nữ kia bắt đầu hỏi han: "Bố mẹ cháu đang làm gì? Tại sao lại phải vào đây bán thận?" Thạch trả lời: "Tôi mắc nợ nên mới phải vào đây. Tôi đi để cứu bố tôi. Mẹ tôi bỏ tôi đi từ khi còn bé." Người phụ nữ kia giật mình, rồi đoạn bà ta bất ngờ nhìn thấy chiếc lắc tay của Thạch. Người đàn bà kia đét mặt lại: "Năm xưa chỉ vì anh Lưu nghèo mà chính bà ta đã bỏ lại Thạch cho anh Lưu cùng lời nhắn. Bà ta còn treo cho Thạch cái lắc tay này, rồi sau đó bà ta đi theo một gã đàn ông ra nước ngoài. Đời tuy có tiền bạc rủng rỉnh, nhưng quả báo giờ bà ta lại bị suy thận phải đi mua để ghép. Nhưng trớ trêu thay lại gặp lại chính đứa con ruột của mình." Bà lật lại hồ sơ trên bàn ra nhìn: "Nguyễn Văn Thạch đúng là tên đứa con của mình rồi. Quê quán đúng nơi mà bà đã lấy chồng, các chỉ số thận rồi máu lại trùng hợp đến lạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Thạch, đứa con mà mình từng bỏ rơi." "Thạch, con phải không?" Đàn bà rưng rưng nước mắt, ngỡ người không hiểu. "Mẹ đây, mẹ đẻ của con đây, mẹ đã đi tìm con suốt bao năm qua nhưng không thấy." Ngẩn người ra, trong đầu bắt đầu mường tượng và hình dung ra một điều gì đó. Rằng trong hoàn cảnh này, cả hai người sẽ phải xử lý ra sao, có tiếp tục sẵn sàng để ghép lá thận cho mẹ của mình hay không?